is in the best place to find love is all the bar is where I go. Me and my friends at a table doing sex, switching fast and moving too slow. The more it's done, the bigger frustration. Just me, I gave it a chance. Now take my hand, stop when I'm out of the jukebox. And then we start to dance. Now I feel like, girl, you know I want your love. You don't want candy for somebody like me. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu với tất cả mọi người là mẫu xe ba bánh chế từ xe máy bên em mới gióng xong hoàn thiện cho một bác khách nha. Các bác nào có nhu cầu sử dụng cái dòng xe này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em. Sau đây em sẽ quay qua một vòng xe để các bác có thể tham khảo về cái mẫu xe này. Mới sáng thức giấc nói má nhớ mua xì bo. Má mới trúng số má cứ sắm đi đừng lo. Chạy được vài cây tay lại lắc lên coi đồng hồ. Chiều nay lại đi qua Thủ Đức bao trên con đường ngược chiều. Đến lúc má biết bắt má mới đem tiền lên. Má lấy giấy bút má viết hóa đơn nhận xe. Nhận xe vừa xong con lại phóng lên xe chạy liền. Chiều nay lại đi qua quận 9 bao trên con đường ngược chiều. Ok, vừa rồi thì em đã quay qua một vòng của cái mẫu xe này rồi. Ưu điểm của dòng xe này thì mình tận dụng được những cái chiếc xe máy cũ, xe quay, xe gym, xe cúp, xe win hay bất cứ một dòng xe gì thì đều có thể chở được. Và đặc biệt thì cái dòng xe này nó có cái bộ số chuyển đổi tiến lùi. Đấy, giúp trong cái quá trình mà mình sử dụng đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa nó thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Cái phần phuộc trước thì em đã được độ thêm là 4 phuộc để nó đảm bảo hơn trong cái quá trình đi lại, nó chắc chắn hơn. Tiếp theo là cái phần bộ phận chuyển đổi. Bộ phận chuyển đổi tiến lùi này, hộp số tiến lùi được lắp trực tiếp vào cái phần trục chuyển động của máy. Đấy, sau khi máy hoạt động thì nó chuyển động cắt đăng, chạy trực tiếp sang số phụ rồi chuyển động đến cầu. Đấy, lăn bánh thôi. Đây là cái bộ phung phần khung gầm của xe này, thiết kế như thế này nhé. Thì các bác nào tham khảo về tự chế được hoặc là muốn mua phụ tùng về tự chế thì có thể tham khảo bên em, mua phụ tùng bên em. Đấy. Đây là phần thiết kế, đây là cái phần số phụ này. Số phụ này thì em nói khá nhiều rồi. Đấy, thì số phụ này nó có chức năng là hỗ trợ tăng tải. Và ví dụ anh em trong trường hợp mà đi leo đèo dốc thì có thể sử dụng số phụ này. Nó giúp hỗ trợ rất chìa tốt. Đây, bộ phận phanh tay. Anh em bóp vào kéo hệ thống phanh tay bên khi anh em dừng đỗ thì có thể sử dụng kéo phanh tay lên. Đấy, mọi chức năng đi lại như số phanh nhất thì như bị một chiếc xe máy thông thường thôi. Đấy, hoạt động đi lại rất chi là dễ dàng. Đây tổng thể một chiếc xe. Phần thùng như con xe này em đang đóng là ngang 1 mét, dài 1,5 mét. Giá cho một chiếc xe này là 15 triệu nhá. Em đang nhận gióng là 15 triệu. Đấy. Ngoài ra thì bên em cũng có cung cấp phụ tùng. Các bác nào mà muốn mua phụ tùng hay là về tự lắp ráp đấy thì bên em cũng có hỗ trợ khách hàng làm xe. Bên em có những video hướng dẫn làm rất chi là chi tiết. Đấy, mọi người xem video nhớ like và đăng ký ấy. Trong cái mục video ấy, em cũng giới thiệu lên khá nhiều cái quá trình mà mình làm xe ấy. Đấy, thì bác có thể tham khảo. Come on, come on, turn the radio out. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long.